Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một lô bàn thờ Osa bằng gỗ gụ. Một lô này là chúng tôi giới thiệu tới quý vị là 4 chiếc bàn thờ Osa. Thì trên màn hình quý vị đang xem đây là chiếc đầu tiên. Chiếc đầu tiên này có kích thước là một dài 1m48, sâu 1m07 và cao 1m27. Thì trong 4 chiếc này, chúng tôi làm 2 chiếc bàn thờ Osa bé và 2 chiếc bàn thờ Osa loại to. Thì loại to này có kích thước là dài 1m97, sâu 1m07 và cao 1m27. Toàn bộ ván chúng tôi làm dày 2 phân và khuôn tranh chúng tôi làm dày 5 phân. Và đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim để bàn giao cho quý khách vào sáng ngày mai. Chúng tôi đang quay video lúc hiện tại bây giờ đang là 6 giờ tối của ngày 29 tháng 6 năm 2020. Chúng tôi vừa mới lắp xong để sáng mai bàn giao cho quý khách hàng ở Hà Nam là anh Dũng, vì nhà thờ của anh rất to. Anh đã đặt chúng tôi là 4 chiếc bàn thờ Osa bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Thì anh đã xem rất nhiều các clip của chúng tôi làm bàn thờ Osa trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì quý vị mà ưng mẫu bàn thờ Osa như này, quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gần đây rất nhiều khách hàng hỏi về mẫu bàn thờ Osa, thì hôm nay chúng tôi giới thiệu cùng một lúc là 4 chiếc bàn thờ Osa. 2 chiếc bàn thờ Osa 1m48 và 2 chiếc bàn thờ Osa 1m97. Đây là được làm theo lối cổ truyền của các cụ ngày xưa, sơn son thép vàng, tức là sơn ta và thép vàng Đài Loan. Rất nhiều ô đố. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.